Và địa điểm của chúng tôi quay hôm nay là Jaizu Hyuga, Nhật Bản nhé. Các bạn hãy đón xem video của mình và like và subscribe cho mình nhé. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn. Và tôi hôm nay và em tôi đi ra bờ biển này để thu gom phế liệu cắt vụn ở đây. Các bạn cũng đi theo tôi. Vào cho ngõ nó đi đẹp. Thank you.
Bác. Đó, cứ là nước ngọt để uống. Bên Nhật có nước C2 à, quên, không đổ à? Nhiều nhiều nhá. Thuốc gì đây, thuốc này thuốc tránh thai hay gì ấy, mà nó bị hỏng rồi, không có, mình đưa về cho em uống. Ôi, đặt cái bật tuyệt vời luôn, hỏng rồi, đi về mình tự chế theo như nào. Cái này tầm 2 độ hay sao ấy. Cái này về cho ai mà bị cỡ thì được. Ôi mệt rồi. Hai cái ống bật, ống bật gà nhé. Thì mình về mình chế. Em đi theo tôi. Lót à, mũ à.
lót. Phải đưa một bóng tennis này đi về hai anh em nghỉ chơi nữa. Let's go. Ba bóng. Em đi. Gà đang còn nhé. Nó chơi cái gì nhỉ? Để quay xem xong này.
bây giờ anh em mình phân loại rác nhé. Đây rồi nhé, làm cơm sao ấy. Đi làm chui xích chó được có nhỉ, chó hơi đẹp đấy. Phục kính tuyệt vời luôn, bọn này là đeo tuyệt vời. Chạy về chạy đông chó. Thì dưới đây là thuốc cảnh thai thao này. Chỉ cách phân loại rác theo kiểu phong cách của Nhật. Bên nhựa mình để bên nhé. Người Nhật có hai cái kiểu là úi xong là bóp nắp chai, mình bóp cho luôn này. Xô này người ta đi đựng cá hay gì vậy? Đây là ba quả bóng tennis. Bên người Nhật thì nó rất thích, người Nhật rất thích chơi chó, nên là cái này cho chó nó chơi. Bao bóng tennis. Cái này nếu kèo ai vứt đây. Đây là ông Mật nhá. Những cái nào mình còn ga thì tính mình sẽ nộ xem nó kêu hay không. Này đang còn này. Rất nhiều, ga nhiều lắm. Bạn này không biết xịt kiểu gì. Bạn này bọt lên này. Lạnh thế. Rồi ga đang còn nhá. Đang còn rất là nhiều. Cái này có bạn nào cần thì mình ship cho nhé. Cái này thì tầm khoảng 2 độ thôi, rất chi là chuẩn. Đây là mark của Maya in Lào. Đây là Maya in Lào nhé. Ok, và mình phân loại rác lại xong. Bây giờ những cái này thì mình, cái nào mình cần dùng thì mình sẽ dùng, còn cái nào mình không cần dùng thì mình sẽ cho vào toàn rác của Nhật. Hai cái này mình sẽ trồng cây nhé. Ba bóng này mình về chơi tennis. Rất chi tuyệt vời. Ok. Ráng bật này thì mình thử ném xem như thế nào. Đây. Cái này đang còn luôn. Cái này nữa. À cái này nữa. Mình về mình sẽ dùng nó đánh răng cho chó. Ok.
cái này nữa, ở cái kính nữa. Và hôm nay mình đi nhặt thì mình chỉ dùng được từng cái này thôi, kính về đeo, còn dép này thì mình về chế thêm cái dây nữa thì mình sẽ được có dép đi, rất là tuyệt. Ok. Và đây ba ông bật đang còn ga thì mình thử ném nó xem nó có nổ hay bể không nhá. Ok, các bạn cùng theo dõi của mình. Cái thứ nhất. Cái nhất là nổ nhá. Cái thứ hai. Thử lại một lần nữa. Ủa, cái này không thành công. Và cái thứ ba nhá. Và cái thứ ba. Không thành công. Hello, và bây giờ mình kết thúc video nhá. Và bây giờ mình sẽ đưa rác đi vứt rác. Cái nào mình dùng đến thì mình để lại dùng. Đây. Ba cái này mình để lại dùng nhé. Cái kính nữa. Và cái hai cái hộp đất mình về đồng cơi. Ok. Còn tất cả những cái này thì mình sẽ vứt vào rác. À, cái này nữa quên mẹ thì về đánh răng cho chó. Ok, và tất cả cái này mình sẽ đổ vào rác. Lần đầu mình làm video này có chút hơi bỡ ngỡ, thì các bạn nào thích kênh video của mình thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Xin chào mọi người.